Tại sao lại có nhiều điều kiện hơn nữa? Tại vì trước đây cái việc vẽ một bức tranh như thế này nếu mà bạn không cực kỳ xuất chúng mà cộng thêm yếu tố may mắn gọi là những người được chọn đấy thì thì rất là khó làm ra tiền để nuôi sống bản thân đúng không? Nhưng hiện hiện nay trong cái quá trình bạn sáng tạo ra sản phẩm bạn hoàn toàn có thể đặt camera quay lại cái quá trình đấy nghệ thuật mà thì nghệ thuật không chỉ có nằm ở trong tác phẩm mà còn nằm ở ngay trong cái quá trình sáng tạo của bạn thì bạn hoàn toàn có thể bán được cái quá trình sáng tạo đó lên YouTube để lấy tiền quảng cáo Chào 500 anh em Việt Youtubers Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một chủ đề làm Youtube Đó là chủ đề vẽ tranh Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh Việt Youtubers Đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông Đây sẽ là nơi chút bầu tâm sự của Youtubers Đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất Về thuật toán và chính sách của Youtube Từ Henry Fan Support của BBTV Network số 1 thế giới Trên nền tảng Youtube Chủ đề vẽ tranh thì trong thời gian vừa qua các bạn thường xuyên bị reset kiếm tiền về chủ đề tô màu đúng không? Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu chủ đề thay vì tô màu mình sẽ là vẽ tranh. Các bạn vào YouTube search acrylic painting các bạn có thể thấy cái kênh này. Cái kênh này các bạn nhìn avatar các bạn có thể đoán ngay là kênh của Việt Nam đúng không? 488 người đăng ký. Đây, một video. Cái kênh này nó như sau, cái kênh này là có một bạn nghệ sĩ bạn này vẽ tranh thôi Và bạn đặt camera cho nhạc vào Nhạc nếu mà các bạn à, Đã Kênh đã đủ lớn vào trong network các bạn Ví dụ như vào trong network BBTV Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng kho nhạc của Epidemic Sound Kho nhạc chất lượng cao Để thêm cho cái cái content này Đúng không? Và video rất dài 1 giờ 14 phút đúng không? Quay liên tục cho đến lúc bạn này vẽ xong một bức tranh Tại sao mình lại giới thiệu cho các bạn cái content này? Vấn đề không đơn giản nằm chỉ nằm ở chỗ gọi là chỉ gọi, chỉ nằm ở chỗ vẽ tranh mà mình thấy thông qua cái content này tất cả các ngành nghề khác, các đặc biệt là các ngành thủ công mỹ nghệ hoặc là các bạn à, chơi nhạc nhạc indie, các bạn làm nhạc, làm tranh, làm các loại hình nghệ thuật khác nhau thì trước đây Uh, khi mà chưa có Youtube, chưa có Facebook, chưa có các nền tảng media hiện đại Rất khó khăn để chúng ta theo đuổi cái đam mê của mình Nhưng bây giờ với Youtube, khi Youtube xuất hiện Các bạn hoàn toàn có nhiều điều kiện hơn nữa để theo đuổi cái đam, đam mê của các bạn Ví dụ như... Uh, Tại sao lại có nhiều điều kiện hơn nữa? Tại vì trước đây cái việc vẽ một bức tranh như thế này nếu mà bạn không cực kỳ xuất chúng mà cộng thêm yếu tố may mắn gọi là những người được chọn ấy thì thì rất là khó làm ra tiền để nuôi sống bản thân đúng không? Nhưng hiện hiện nay các bạn hoàn toàn có thể trong cái quá trình bạn sáng tạo ra sản phẩm. Bạn hoàn toàn có thể đặt camera quay lại cái quá trình đấy. Nghệ thuật mà thì nghệ thuật không chỉ có nằm ở trong tác phẩm mà còn nằm ở ngay trong cái quá trình sáng tạo của bạn thì bạn hoàn toàn có thể bán được cái quá trình sáng tạo đó lên YouTube để lấy tiền quảng cáo đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa ấy, là YouTube nó trở thành ví dụ như cái kênh bạn mà 500 ngàn sắp 1 triệu sắp YouTube đương nhiên trở thành một cái kênh marketing quảng bá cho cái quảng bá cho cái sản phẩm của bạn bạn hoàn toàn có thể từ đây bạn hoàn toàn có thể bán đấu giá hoặc bạn có thể bán ở trên kênh youtube của mình bán cái sản phẩm này một cách dễ dàng hơn và được giá cao hơn đúng không ạ thì cái content này hoàn toàn có thể áp dụng được với cho các bạn làm nhạc các bạn các bạn hoàn toàn mình đã thấy rất là nhiều kênh hiện nay ở việt nam bắt đầu các bạn làm hai kênh một kênh là gọi là official music đấy là các video clip nhạc thì đấy là cái cách phân bố của thuật toán các bạn phải làm riêng nhưng đồng thời các bạn có thể làm thêm một kênh nữa về mô tả cái quá trình sáng tạo ra nghệ thuật của các bạn tức là ví dụ như các bạn tập tập nhạc chẳng hạn các bạn trong quá trình viết nhạc chẳng hạn các buổi biểu diễn của bạn cái sự giao lưu với khán giả của bạn hoàn toàn có thể lập một kênh mới để đưa cái quá trình sáng tạo của bạn lên youtube và kiếm tiền đồng thời cũng là một kênh để quảng bá cho cái sản phẩm ở trên kênh kia của bạn quảng bá cho cái danh tiếng của bạn đúng không? Hoặc là ví dụ như bạn làm mộc chẳng hạn, bạn hoàn toàn có thể đặt camera để mô tả lại cái quá trình bạn làm ra sản phẩm, làm ra cái bàn, làm ra cái ghế, đơn giản như thế thôi. Hoặc là kể cả bạn làm thợ xây chẳng hạn, làm thợ hồ chẳng hạn, bạn hoàn toàn có thể đặt camera để để mô tả lại cái quá trình đó. Bạn nên nhớ rằng nếu mà một bất kỳ một việc gì trên đời một cái hoạt động nào mà con người nghĩ ra từ thuở khai thiên lập địa đến giờ ấy thì nếu mà mình làm nó một cách cẩn thận kỹ lưỡng chậm rãi đặt cái cảm xúc cái suy nghĩ của mình vào trong cái quá trình sáng tạo của mình thì nó trở thành nghệ thuật thông thường là sau khi một thời gian mà một người nghĩ ra một cái gì đó mới ấy người ta gọi đó là nghệ thuật đấy sau một thời gian khi bắt đầu mang ra áp dụng ra đại trà thì người ta lại có xu hướng là càng rút ngắn cái quá trình sáng tạo để đi càng tốt, tức là cùng một cái cùng một cái khối lượng tiền bạc và thời gian và nhân lực mà làm sao để ra được nhiều sản phẩm nhất càng ngắn càng tốt đúng không? Thì đấy là cái phong cách của thời đại công nghiệp. Nhưng mà nếu mà mình bẻ, mình chia nhỏ cái cái quá trình sáng tạo à cái quá trình sản xuất của thời đại công nghiệp ấy ra mà mình 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 làm cho nó có mục đích hơn, chậm rãi hơn, với nhiều cảm xúc hơn như thế này thì mình có thể đưa nó trở lại thành thành art, thành nghệ thuật và trở thành content ở trên YouTube. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt YouTuber chúng ta, tự hào sáng tạo